Yến Nhi xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em thân mến. Trước tiên cho Yến Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Và hôm nay Yến Nhi xin chia sẻ bài báo pháp luật đến các anh chị cô chú bác cùng nghe nha. Bài báo này với tiêu đề là vợ cũ Vân Văn Long trình báo tố cáo hơn 20 YouTuber thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Sau một thời gian dài im lặng, Ái Vân vợ cũ của ca sĩ Vân Văn Long đã chính thức đứng đơn trình báo tố cáo hơn 20 YouTuber vì những hành vi vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm. Phóng viên phỏng vấn: Chào chị Ái Vân, tôi được biết trước đó chị đều im lặng, không trình báo công an dù rất nhiều YouTuber đều nhầm vào chị. Nhưng mới đây chị đã trình báo, điều gì khiến chị thay đổi như vậy? Ái Vân trả lời: Gia đình tôi đã bị ảnh hưởng tinh thần rất nặng nề trước đó, nhưng tôi im lặng, tôi nghĩ tôi không làm gì sai và tôi là trụ cột của gia đình nên phải tập trung lo công việc, nuôi dạy con cái. Tôi cũng là trưởng phòng nha, nơi hơn 20 nhân viên đang làm việc ở đây. Tôi cố gắng vững tinh thần để làm việc và là chỗ dựa của mọi người, của ba mẹ và các con. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Sự việc này càng trở nên trầm trọng, tôi không hề im lặng được nữa. Ái Vân cho biết, xe của chị mua từ tháng 12 năm 2018, nhưng sau đó bị YouTuber đăng tải và vu khống rằng chị dùng tiền phúng điếu của chồng cũ để đổi xe. Các kênh YouTuber mà tôi đã liệt kê trong đơn một số trang hải ngoại vẫn vô cớ tiếp tục vu khống, bôi nhọ, rủa xả, thậm chí hăm dọa tôi. Gần đây nhất là kênh Lâm Miền Tây. Trong những post từ ngày 27 tháng 3 trở lại đây, liên tục chửi bới, xúc phạm tôi, kêu gọi tẩy chay phòng nha của tôi, hăm dọa sẽ cho cháy phòng nha. Họ không chỉ dừng ở mục đích bôi nhọ nữa, mà còn đe dọa đến đời sống, kinh tế, công việc và an toàn tính mạng của hơn 20 nhân viên của phòng nha, khách hàng nơi tôi đang làm việc. Tôi buộc phải làm đơn tố cáo tới công an để có những biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp của mình. Họ vu khống chị điều gì? Họ vu khống tôi quan hệ ngoài luồng, vu khống tôi có thai ép anh Long cưới trong khi chúng tôi đăng ký kết hôn 5 năm sau mới có cháu đầu lòng. Họ nói con tôi là con của một người đàn ông khác. Họ vu khống tôi ăn chặn tiền phúng điếu, lấy tiền phúng điếu đổi xe hơi. Vu khống anh Vân Văn Long không phải con ruột của ông bà. Vu khống tôi thuê xã hội đen truy tìm họ. Gia đình tôi rất mệt mỏi, giờ chỉ còn biết đợi kết quả từ sự vào cuộc của công an. Tôi và anh Vân Văn Long đã có hơn 20 năm tình nghĩa, dù hết duyên nhưng tôi luôn coi anh ấy là người thân. Anh vẫn là ba của hai bé. Trước khi anh mất, quan hệ tôi và anh ấy là mối quan hệ trân trọng nhau như người thân. Tôi muốn hai con luôn tự hào về ba mẹ của mình. Dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn cư xử tốt, đẹp, chân thành. Chị Ái Vân, vợ cũ của ca sĩ Vân Văn Long chính thức làm đơn trình báo. Chị đã gửi đơn trình báo vụ việc tới những cơ quan nào? Tôi đã gửi tới cơ quan điều tra của Công an Đồng Tháp, Công an Vĩnh Long, Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông. Tôi cũng gửi email tới Google, cơ quan chủ quản của YouTuber. Ngày 13 tháng 4, tôi đã lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để lên trình báo vụ việc. Người cán bộ tiếp nhận có yêu cầu tôi lập vi bằng rồi mang nộp lại đầy đủ. Tôi đăng nhập vi bằng
nhiều clip xúc phạm trước đó đã bị xóa nhưng tôi đã lưu lại từ trước. Chị mong muốn sự việc này được xử lý thế nào? Ban đầu, tôi nghĩ việc trong nhà thị phi đến rồi sẽ đi, tôi không muốn lên tiếng. Nhưng từ việc của mình, tôi nghĩ rằng đôi khi sự im lặng với cái ác là tiếp tay cho cái ác. Tôi mong muốn sự thật được sáng tỏ một lần rồi gia đình tôi được yên ổn. Ba mẹ tôi đã già, vừa mất con, sức khỏe càng ngày càng không tốt. Các con tôi đang tuổi lớn, tinh thần cần ổn định cho việc phát triển và học tập. Tôi đứng lên làm đơn, lần này là cách bảo vệ người thân của mình theo pháp luật. Tôi tin pháp luật Việt Nam sẽ và bảo vệ những người bị vu khống như chúng tôi, không dung túng cho những người coi thường luật pháp. Tôi mong muốn là các kênh YouTube phải có trách nhiệm đối với những thông tin sai trái, nhục mạ, vu khống gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội và đời sống cá nhân của tôi và mọi người. Tôi mong muốn chuyện gia đình tôi cũng như chuyện của rất nhiều nạn nhân gần đây của mạng xã hội sẽ góp thêm tiếng nói để các trang xã hội như Facebook, TikTok, YouTuber có thêm các phương pháp ngăn chặn thông tin bị đặt, kích động xã hội. Thông tin hôm nay em xin chia sẻ tới đây là hết nha. Xin chân thành cảm ơn quý cô, chú bác, quý anh chị em rất là nhiều đã lắng nghe cái chương trình này của em. Và xin cảm ơn các anh chị, cô, chú bác đã cho em những cái like, xin những cái subscribe dễ thương ạ. Mến chúc quý cô, chú bác mạnh khỏe nha. Thank you, em bye bye.